Sao tụi mình ở đây vậy? Bạn không biết chuyện gì hả? Mình nhớ là mình đang chơi game trong phòng của mình mà. Bạn mê chơi game rồi ngất xỉu, rồi bị lạc ở trong game luôn đó. Tụi mình phải vào đây để cứu bạn đó. Ủa? Vậy hả? Mình xin lỗi nha. Vậy giờ mình về nhà đi. Không có về được. Ủa sao vậy Đốm? Vì phải đeo chiếc đồng hồ này vào tay thì mới về được. Sao hai bạn có? Của mình đâu? Là thằng kia kìa. Vậy làm sao mà lấy? Mình có cách. Cách gì? Chúng ta có 3 người, 2 người sẽ dụ khủng long đi chỗ khác, còn người còn lại sẽ đến đó lấy đồng hồ là được. Anh không? Đúng không mình quá à. Nhưng ai sẽ là người dụ khủng long? Thì mình dụ bụng bự chứ sao? Không được, mình chậm chạp lắm. Đố mình tay to, nhanh nhẹn, lại thông minh. Nên hai bạn dụ khủng long đi. Đúng là bụng bự, nhát gan con làm biến nữa. Sao lúc nãy hai bạn nói thương mình? Thôi được rồi, bụng bự nhớ là khi nào cầm được đồng hồ rồi ấn nút màu xanh là trở về được à. Mình biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Kẹo biến hình xe bay. Bạn đem được cả xe bay vào đây sao? Như vậy mới là đốm chứ. Vậy xe của mình đâu? Mình chỉ có 2 chiếc thôi, bạn không có đâu. Khỏi cần xe, hai con khủng long đi hết rồi, mình sẽ lấy dễ ẹt. Hai bạn về nhanh vậy?